Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem một vài slide chiếu sau. Và tôi muốn mọi người phải chăm chỉ để đạt được mục tiêu đề ra như trong kế hoạch. Nghe đây, cuộc cạnh tranh dạo gần đây rất gay gắt. Cho tới khi nào mà chúng ta đạt được thành công rồi thì mọi người không được phép trì trệ lười biếng. Ngay cả chủ nhật mà sếp cũng không tha nữa. Thôi nào, mọi người thì đang tiệc tùng vui vẻ, còn mình cảm thấy chán muốn chết. À, hay quá, một anh chàng đẹp trai đang ghi hình trực tiếp kìa. Gì khác về anh ấy hay không? Thanh tra, tôi không biết bất cứ điều gì về anh ấy. Tôi chỉ theo dõi tài khoản của anh ấy trên Fullogram thôi. Không phải vậy chứ. Chúng ta nhận hàng đóng cuộc gọi và tất cả mọi người chỉ theo dõi tài khoản của anh ấy mà thôi. Nếu mọi người không biết anh ấy thì sao lại theo dõi làm gì chứ? Anh ấy là một người vô cùng đẹp trai thưa Thanh tra. Ngay cả tôi cũng cảm thấy thích anh ấy, chỉ vậy thôi. Sếp, em đã chạy tới 3 chi nhánh của phòng gym SI rồi, nhưng em không thấy gì hết. Phòng gym đó có tới 20 chi nhánh lận. Chúng ta phải điều tra tất cả. Không biết anh ấy đang ở đâu. Cái gì? 20 chi nhánh? Hãy cố gắng đi được chứ? Dạ được sếp. Không, tôi đã làm gì có lỗi với anh. Làm ơn cứu tôi, làm ơn thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Anh chàng này có vẻ cũng rất nổi tiếng đó sếp. Có hơn 23.000 người đang theo dõi anh ấy trên Fullogram. Thông tin ở trên đây không có nhiều. Ở đây chỉ nói là anh ấy là một huấn luyện viên ở phòng riêng. Thả tôi ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tên sát nhân đã đăng đoạn phim lên Fullogram và nó được phát trực tiếp. Như vậy người theo dõi anh ấy có thể theo dõi được tình hình. Nhưng hôm nay là chủ nhật thưa sếp. Mọi chi nhánh của hệ thống phòng gym này đều đã được đóng cửa vào chủ nhật. Vậy thì làm sao mà anh ta vào được? Anh ta không tình nguyện mà bị đe dọa tính mạng. Anh ta bị đưa tới nơi đó. Sao Bradrick? Em đã đi tới thêm 2 chi nhánh nữa nhưng cũng không thể tìm thấy gì. Làm ơn cứu tôi. Sếp, em nghĩ tên hung thủ này là tên thần kinh. Nếu không, có ai lại quay những đoạn phim giả mang như vậy và đăng lên trên mạng chứ? Hãy thông báo tất cả đội cảnh sát đi, và họ kiểm tra những chi nhánh còn lại luôn, có thể tìm được gì đó. Anh hãy liên lạc với chủ sở hữu của tất cả các chi nhánh luôn đi. Cần phải lục soát hết tất cả mọi phòng gym SI một cách nhanh nhất có thể. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Không có tấm hình hay đoạn phim nào khác có thể chỉ ra địa điểm mà nạn nhân gặp nạn. Cứu tôi. Làm ơn. Thả tôi ra. Sếp, em tìm ra rồi. Sếp hãy nhìn tấm hình này đi. Có một nhà hàng ở ngay phía đằng sau. Em đã từng tới đây rồi. Nó nằm ở Kha. Kha. Ok. Bradrick. Dạ sếp. Tới chi nhánh ở Kha đi. Ơi. Hãy cẩn thận.
Chúng ta có thể cứu được anh ấy nếu chúng ta tới sớm hơn. Gọi tiến sĩ Sarun kêu chuẩn bị đi. Mọi cửa sổ và cửa chính đều không bị hư hại gì. Còn tất cả các máy quay an ninh đều bị tắt hết. Vậy thì Dirac và tên hung thủ đã vào phòng gym bằng cách nào vậy? Anh ấy không chỉ là huấn luyện viên của tôi mà còn là một người bạn nữa. Anh ấy luôn luôn có một chiếc chìa khóa để vào phòng gym. Anh ấy có thể vào tập gym bất cứ khi nào. Thưa cô, xin cô hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Chúng tôi biết là chuyện này rất khó khăn cho mọi người, nhưng mà chúng tôi cần mọi người trả lời vài câu hỏi để thu thập thông tin cho điều tra. Cô có nghi ngờ người nào không? Dirac có bất cứ kẻ thù nào hay không? Không thanh tra. Thực ra mọi người đều yêu mến anh ấy rất nhiều. Anh ấy là một người rất tốt và tử tế. Anh ấy không bao giờ làm điều gì sai trái hết. Không biết ai lại có thể sát hại anh ấy dã man như vậy. Vậy là Dirac đều tới phòng gym vào mỗi chủ nhật sao? Không thanh tra. Thực ra anh ấy đang trên đường tới gặp tôi, nhưng sau đó anh ấy có gọi lại và nói là sẽ đi tập gym trước, rồi sau đó mới tới gặp tôi. Vậy còn ai khác biết anh ấy sẽ đến phòng gym vào hôm nay không? Tôi không biết chuyện này. Anh ta không tới phòng gym vào mỗi chủ nhật có nghĩa là tên hung thủ đã luôn bám theo anh ấy. Dạ sếp. Hung thủ đã biết là phòng gym đóng cửa và sẽ không có người nào, hung thủ sẽ dễ ra tay nếu có cơ hội. Chúng tôi còn dự định kết hôn với nhau vào tháng sau. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Xin cô cố gắng giữ bình tĩnh và đừng đau buồn. Chúng tôi hứa sẽ bắt tên sát nhân sớm nhất để bắt hắn đền tội. Xin thanh tra đó, làm ơn. Mọi người hãy đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Cô có thể đi được rồi, cảm ơn. Tôi vẫn không thể tin là có người giết chết Dirac. Anh ấy là một người rất tốt và tử tế, ai cũng yêu mến cả. Thật ra mọi người tới phòng gym cũng là nhờ anh ấy đó. Nếu Dirac là một người tử tế như vậy và ai cũng yêu thích anh ấy thì tại sao anh ấy lại bị sát hại như vậy chứ? Tên hung thủ đã biết rằng Dirac là người cũng có tiếng tăm, do đó hắn đã phát đoạn ghi hình trực tiếp lên ứng dụng Fologram. Như vậy ai cũng có thể theo dõi được. Trực tiếp? Khoan đã nào. Vậy Fologram là một kênh TV mới? Không, Fologram không phải là kênh TV. Đó là một ứng dụng trên mạng xã hội. Người ta tạo ra một tài khoản Fologram, sau đó đăng hình và đoạn phim của mình lên cho tất cả mọi người đều xem được. Nhưng mà làm sao mà mọi người đều có thể xem được? Chỉ có những người mà chúng ta gửi hình qua mới xem được mà, đúng không? Không phải, chúng ta không gửi cho bất cứ người nào hết. Chờ đã, để em giải thích cho. Đây là tài khoản Fologram của em. Em sẽ nối số điện thoại vào máy chiếu cho mọi người dễ thấy. Đây là những hình ảnh và đoạn phim của em. Ví dụ như tấm hình này của em đã được rất nhiều người thích và tương tác. Và còn có những lời bình luận, một vài lời bình luận là của bạn bè họ hàng em, còn lại là những người em chưa từng gặp. Nhưng mọi người vẫn có thể theo dõi em và nhìn thấy hình ảnh hay đoạn phim của em. Cô nhìn rất khác trong những tấm hình ở trên này. Sao cô có thời gian cho những thứ này vậy hả Bovi? Sếp, sếp đâu cần phải dùng nhiều thời gian để làm vậy. Sếp đợi một chút, em sẽ chụp một tấm hình cho sếp.
rồi sau đó sẽ đăng lên mạng. Xong rồi, chỉ vậy thôi. Puvi, vậy tấm hình của sếp Abhijit được mọi người nhìn thấy sao? Đúng vậy, nhưng mà cũng có một vài tài khoản cá nhân mà người ngoài không thể nhìn thấy được. Còn lại thì đa số tài khoản đều cho mọi người xem. Và chúng ta cũng có thể đăng đoạn phim lên Fologram. Một điều nữa sếp, ở đây có lựa chọn phát hình trực tiếp. Khi bấm vào thì chúng có thể phát lên những gì chúng ta đang quay. Như vậy là rất có thể tên hung thủ muốn giết chết đi ra trước mặt tất cả những ai đang theo dõi tài khoản của anh ấy. Anh ấy lâu quá vậy, mình nên gọi cho anh ấy. Kunan, điện thoại anh ấy tắt máy rồi. Mình cá là Kunan nhắn. Phát trực tiếp. Em ngồi đây đói bụng chờ anh như một con ngốc như vậy mà anh lại đi phát hình trực tiếp trên Fologram là sao? Tôi đã làm gì sai với anh? Anh muốn gì ở tôi? Kunan. Anh muốn cái gì ở tôi chứ? Có chuyện gì vậy? Kunan, anh ở đâu? Làm ơn đừng giết tôi mà. Làm ơn đừng giết tôi. Không đâu, không. Tôi không giết anh. Tôi không thể giết anh sớm và nhanh như vậy đâu. Tôi đâu có điên mà giết sớm. Màn trình diễn của anh chỉ mới bắt đầu nổi tiếng mà thôi. Để xem phải làm như thế nào thì đoạn ghi hình trực tiếp này mới được nhiều người biết tới đây. Để xem có tạo ra tin giật gân ở trên mạng không. Nhưng tôi không phải kẻ thù của anh. Khoan đã, nghe nè. Đã có rất nhiều khán giả vào xem anh rồi đây. Đây là một thời khắc vui vẻ đáng ăn mừng. Nhưng mà sao nhìn anh không hạnh phúc gì hết trơn à? Sao nhìn anh không hào hứng gì hết vậy? Không phải anh luôn muốn trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng ở trên mạng và có các đoạn phim được nhiều người biết tới, danh tiếng tên tuổi, nổi tiếng khắp nơi, trở thành một người nổi tiếng, đó là điều anh luôn muốn mà đúng không? Kunan! Không. Cứu tôi! Cứu tôi với! Hãy mở cửa ra đây! Làm ơn! Hãy mở cửa ra! Làm ơn hãy mở cửa ra đi! Làm ơn! Làm ơn! Đừng giết tôi mà! Làm ơn! Các anh làm ơn hãy cứu chồng của tôi! Sếp, vụ việc này có tình tiết giống y như vụ việc xảy ra với đi rác. Những vụ án này rốt cuộc có liên quan với nhau hay không vậy? Vậy cô có biết người nào tên là Dirat không? Không thanh tra, tôi không biết người nào tên là Dirat hết. Thanh tra làm ơn hãy cứu chồng của tôi đi. Cô hãy nói chúng tôi biết là lần cuối cùng cô nói chuyện với chồng của mình là khi nào vậy? Thanh tra, anh ấy đã rời khỏi công ty cách đây 1 tiếng rưỡi rồi. Anh ấy đã gọi điện cho tôi và nói là đang trên đường về nhà, nhưng sau 1 tiếng vẫn không thấy đâu. Thanh tra làm ơn cứu anh ấy đi. Công ty đó ở đâu? Là ở anh Harry. Tín hiệu điện thoại lần cuối được xác định ở Chuhu cách đây 1 tiếng trước, sau đó điện thoại đã tắt máy ngay. Không, trong đoạn phim này chúng ta có thể thấy anh ta ở trong phòng xông hơi, có thể là phòng gym hoặc là phòng spa. Không thể là phòng gym đâu thanh tra, anh ấy không bao giờ tới phòng gym hết. Kèm vào cốc để đưa nãy tới đó. Tín hiệu điện thoại cuối cùng đã bị ngắt ở Chuhu có phải không? Cô hãy điều tra tất cả những spa và phòng gym ở quanh khu vực Chuhu đi. Nhanh lên. Nếu như điện thoại anh ấy tắt thì làm sao có thể phát hình trực tiếp được? Sếp ơi, chắc tên hung thủ đã gửi cái sim ra rồi và dùng wifi để kết nối vào mạng. Hèn chi tín hiệu điện thoại cứ báo tắt mới hoài. Chúng ta cần phải tìm ra nạn nhân nhanh nhất có thể. Sếp, có 2 spa và 1 phòng gym xung quanh nơi điện thoại được định vị. Một trong 2 spa là spa Thiên Đường, có phát wifi miễn phí. Em nghĩ đó là nơi nhốt anh ấy. Đại gia, Banca dành tới nơi đó đi, còn lại theo tôi kiểm tra 2 nơi kia. Không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Thank you.
Không. Sếp ơi, quả quản. Tới giờ thì tên hung thủ đã nhẫn tâm giết hai mạng người rồi. Chúng ta không thể cứu được nạn nhân, cũng như là xác định được tên hung thủ. Chúng ta sẽ không tha cho tên giết người đâu. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cho dù hắn đang ở đâu. Nhưng không tìm được mối liên kết giữa hai nạn nhân này. Bọn họ không phải là bạn bè chung lớp hay là chung trường, và ngay cả nghề nghiệp cũng khác nhau nữa. Chắc chắn là có mối liên kết. Nếu không thì tại sao hung thủ lại giết hai người họ? Chắc chắn có một mối liên kết giữa hai nạn nhân mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Manh mối chúng ta có chỉ là hai đoạn phim, hai đoạn phát trực tiếp do tên hung thủ đăng lên mạng xã hội thôi. Sếp, có thêm một đoạn phim khác là sẽ có thêm án mạng à? Không thưa sếp, là một án mạng, là chuyện khác. Sếp nhìn đi. Một ổ gà lấy đi tính mạng của người đàn ông tội nghiệp, nhưng dường như không ai ở đây bận tâm tới chuyện đó. Vào tháng trước, Kunan đã đăng tải đoạn ghi hình này lên tài khoản của anh ấy, và nó nhận được nhiều sự chú ý. Thật sao? Nhưng đoạn ghi hình này thì liên quan gì tới án mạng? Là mối liên kết. Sếp coi, Dirat cũng đã đăng tải một đoạn phim tương tự như vậy. Đây sếp. Tai nạn thảm khốc xảy ra ở đây, nhưng mà trong 2 tiếng đồng hồ không có xe cứu thương hay là cảnh sát. Nếu chính quyền và cảnh sát chịu khó hành động nhanh hơn một chút thì những tai nạn kinh khủng đã không có người thiệt mạng. Như vậy có nghĩa là họ đã đăng tải lên tài khoản Vologram của mình 2 đoạn phim và 2 người bị thiệt mạng trong tai nạn xe cộ đó. Cái chết, đoạn ghi hình và Vologram. Dạ sếp, những đoạn phim này được nhiều người biết tới nên họ nổi tiếng. Và nhờ đoạn ghi hình tai nạn vừa rồi mà Dirat đã nhận được lời mời lên TV phỏng vấn. Sếp hãy coi. Chào mừng anh Dirat tới kênh Thời sự O. Tôi cảm ơn nhà đài đã mời tôi tới đây, tôi cảm thấy rất vinh dự. Anh hãy nói cho chúng tôi biết về đoạn ghi hình gần đây của anh được nhiều người biết tới. Chuyện là như vậy, vào một ngày kia tôi đang đi bộ trên đường thì tôi đã bắt gặp một tai nạn vô cùng thảm khốc luôn. Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông bị thương rất nặng và máu me chảy đầy đầu. Cho nên tôi đã làm đoạn phim đó để nhắc nhở chính phủ chúng ta đừng có tác trách và lơ là như vậy. Vấn đề cốt yếu ở đây chính là thậm chí Kunan cũng được phỏng vấn bởi chính người phóng viên của kênh thời sự này. Thật sao? Tôi đã quay lại đoạn ghi hình tai nạn xe đó và đăng lên mạng xã hội để tôi có thể cho thế giới thấy rằng. Nhưng mà sao chỉ có nửa cuộc phỏng vấn thôi? Dạ sếp, với cuộc phỏng vấn anh Kunan cũng giống như vậy. Chỉ đăng một nửa à? Chúng ta cần phải xem toàn bộ cuộc trò chuyện này. Tôi xin lỗi. Dạ, tôi giúp gì được anh? Chúng tôi tới từ CID. Chúng tôi muốn gặp anh Alok. Alok? Có chuyện gì? Tôi là Shikha, tổng biên tập kênh Thời sự O. Chúng tôi muốn gặp mặt của Alok. Làm ơn hãy gọi không anh sao ra đâu. Các anh có thể nói với tôi cũng được. Không được. Thôi được, chờ tôi một chút. Một người không thể làm tất cả mọi chuyện được. Tôi vẫn luôn cần đến sự hỗ trợ của các bạn, vì các bạn đã sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh này để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi sự tham nhũng và quan liêu. Hãy tiếp tục theo dõi Thời sự O. Tin tức hôm nay đến đây là hết. Chúc ngủ ngon và hãy cẩn trọng. Alo, có vài thanh tra CID tới gặp anh kìa. Tại sao?
Bọn họ không nói gì hết nhưng mà lại muốn trực tiếp gặp anh. Xin mời. Đi nào. Sao vậy, có chuyện gì? Chỉ một phút thôi anh Alok. Anh hãy nhìn vào hình của những người này. Họ đã bị sát hại. Nhìn hình thì anh nhớ được gì không? Nhìn bọn họ có vẻ quen quen. Anh hãy suy nghĩ kỹ hơn, bởi vì đây là một cuộc điều tra án mạng. Thôi được, để tôi xem. À đúng rồi, đúng đúng, bây giờ tôi đã nhớ rồi. Có phải hai người này chính là những người đã quay hình trực tiếp những vụ tai nạn? Đúng. Và anh cũng đã phỏng vấn hai người bọn họ. Đúng vậy, tôi nhớ rồi. Nhưng mà làm sao tôi có thể giúp thanh tra phá án đây? Chúng tôi muốn xem toàn bộ hai buổi phỏng vấn này. Chào mừng anh đi rách tới kênh Thời sự ô. Tôi cảm ơn nhà đài đã mời tôi tới đây. Tôi cảm thấy rất vinh dự. Anh có biết lý do gì mà anh được mời tới đây hay không? Tất nhiên rồi. Vậy anh hãy nói cho chúng tôi biết về đoạn ghi hình gần đây của anh đã được nhiều người biết tới. Chuyện là như vậy, vào một ngày kia tôi đang đi bộ trên đường thì tôi đã bắt gặp một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc luôn. Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông bị thương rất nặng và máu me chảy đầy đầu. Cho nên tôi đã làm đoạn phim đó để nhắc nhở chính phủ chúng ta rằng đừng có tác trách và lơ là như vậy. Và ngay cả phía cảnh sát cũng không hoàn thành trách nhiệm của bọn họ một cách chu đáo. Nếu cảnh sát muốn thì bọn họ đã có thể ngăn chặn tai nạn, bởi vì người tài xế đã quá say xỉn rồi. Còn cảnh sát thì không làm gì của mình một cách tận tâm. Còn về anh thì sao? Tất nhiên, tôi đã phải làm. Tôi đã ghi hình lại và cho mọi người xem, để tất cả mọi người đều biết trong hệ thống này còn tồn tại rất nhiều lỗi sai. Anh Dirac, anh nghĩ là chúng ta đã làm một chuyện đúng đắn và có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy, và tôi đoán khán giả cũng không nghĩ như vậy. Hôm nay câu hỏi mà chúng tôi đang muốn hỏi toàn bộ khán giả của chương trình này, với những gì anh Dirac đã làm thì các bạn cho rằng đó là đúng đắn hay sai lầm? Đây là người gọi tới đầu tiên để đưa ra câu hỏi. Xin chào, tôi là Vinod. Tôi xin chào anh Vinod. Anh cứ thoải mái đưa ra câu hỏi của mình. Đi ra trong các đoạn phim của anh đã chỉ ra lỗi sai của các cảnh sát và nhân viên y tế. Nhưng mà anh đã làm gì để cứu những người gặp tai nạn khi đang hấp hối vậy? Nếu như xe cứu thương không tới thì anh có thể chở nạn nhân tới bệnh viện mà. Nhưng anh đã không làm như vậy. Anh quá bận quay phim cho mình rồi. Anh đã tận hưởng vụ tai nạn. Anh cứ đứng xem những người vô tội qua đời là sao? Anh đang nói về chuyện gì vậy? Tôi chỉ làm chuyện của mình thôi mà. Nhưng điều đó có cứu được ai không? Anh ấy nói cũng rất đúng. Nghe nè, nhờ vào đoạn phim này mà anh đã được nhiều người biết tới rồi. Số lượng người theo dõi tăng lên. Vậy thì có giúp cứu mạng ai không? Anh có thực sự cố gắng cứu mạng một người nào hay không? Anh nghe nè, theo như ý của tôi làm được nhiều hơn là anh nghĩ đó. Tôi đã khiến mọi người nhận ra những sai sót khi xem đoạn phim. Tôi còn biết làm gì hơn cho chính phủ nữa chứ. Anh đã có thể giúp nạn nhân ở đó đúng không? Anh không nên lặng thinh đứng đó nhìn như một khán giả vô cảm. Chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề này sâu hơn. Mọi người có thể chia sẻ ý kiến sau ít phút giải lao quảng cáo. Bây giờ thì cô hãy mở đoạn phỏng vấn Kunan. Được rồi. Hôm nay chúng tôi có mời một vị khách đến đây là anh Kunan. Chào anh Kunan. Chào mừng tới Thời sự ô. Với những đoạn ghi hình gần đây của anh đã được nhiều người biết tới, và anh cũng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh hãy nói đôi điều về chuyện đó. Những đoạn phim này được xem nhiều nhất trên các trang mạng xã hội, chính là điều mà thế giới cần phải nhìn thấy. Sự nguy hiểm của ổ gà. Có một ổ gà to tướng ngay giữa con đường, và một chiếc xe máy lao nhanh hướng về phía ổ gà. Chính vì cái ổ gà này mà một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Người trên xe đã bị té và bị thương rất nặng. Lúc đó tôi thậm chí đã gọi xe cứu thương tới, nhưng xe cứu thương đã không thể tới kịp. Tôi đã quay lại đoạn phim tai nạn này và đăng tải lên mạng xã hội với mục đích để toàn bộ thế giới có thể nhìn thấy. Xin chào, mời anh hãy nói tên của mình. Rahul. Vậy anh Rahul, anh cứ thoải mái đặt câu hỏi. Anh Kunan, anh có nghĩ là anh đã hoàn thành trách nhiệm của mình khi quay phim tai nạn lại và đăng tải lên mạng xã hội để mọi người đều xem được không? Anh không nghĩ là cần phải làm gì khác hay sao? Tôi nghĩ là anh đã đặt ra một câu hỏi rất hay đó, thưa anh Rahul. Anh Rahul, tôi nghĩ tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách đầy đủ rồi. Tôi đã gọi xe cứu thương ngay khi thấy tai nạn và tôi phải chờ cho chiếc xe tới nơi. Anh có thể đưa họ tới bệnh viện, anh thừa biết mà. Nhưng anh lại biến cái chết của họ thành một cảnh hay ho. Đừng quên câu, chúng ta gieo gió thì chúng ta sẽ gặt bão. Người gọi đã nói hoàn toàn đúng. Chúng ta bị che mắt bởi khao khát nổi tiếng, nên chúng ta đã tạm thời đánh mất đi nhân tính lương tâm. Anh Kunan, đây là một ví dụ điển hình cho câu tôi mới nói.
Chương trình hỏi đáp khách mời tạm thời nghỉ dưới lâu. Chúng tôi sẽ quay lại. Sếp à, giọng nói đó... Đúng. Giọng của hai người gọi đến giống như nhau, nhưng tên thì khác nhau. Phiền cô mở đài phỏng vấn của anh Dirac đi. Dirac, trong các đoạn phim của anh thì anh đã chỉ ra lỗi sai của các cảnh sát và nhân viên y tế. Nhưng mà anh đã làm gì để cứu những người gặp tai nạn khi đang hấp hối vậy? Cùng một giọng nói. Có thông tin gì về người gọi không? Chắc chắn là số điện thoại của anh ấy còn lưu lại. Tốt. Chúng tôi muốn số điện thoại của người đàn ông này. Sếp à, tên hung thủ đã xem các đoạn phim và tức giận những người quay phim đó, cho nên anh ta mới gọi tới những cuộc phỏng vấn và tra hỏi hành sách những người quay phim đó, rồi sau đó mới tìm cách giết họ. Nhưng mà sếp, những đoạn phim được nhiều người biết tới, không biết có bao nhiêu người đã xem qua rồi, làm sao chúng ta có thể biết hung thủ là ai? Và chúng ta cũng không thể tìm được gì về người sở hữu số điện thoại này. Đây là... Coi đi, đây là số điện thoại của người đó mà. Alo, tôi ở Abyssid ngay đây. Rồi, tôi đã biết rồi. Và tôi cũng biết là các anh vẫn đang tích cực truy lùng tìm kiếm để bắt tôi lại. Vậy thì tôi nghĩ là biết chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thôi nào Thanh Tra, anh đang nói cái gì linh tinh vậy? Tôi chỉ loại bỏ cặn bã ra khỏi xã hội thôi Thanh Tra. Tôi loại bỏ những người không cần thiết với sự phát triển và văn minh của xã hội này thôi mà. Và thay vì cảm ơn tôi hết lời thì các anh lại đuổi theo tôi. Các anh muốn truy lùng tôi, các anh muốn bắt tôi lại. Không Thanh Tra. Như vậy không đúng đâu. Mà phải rồi. Còn một chuyện nữa. Các anh đang cố truy lùng tín hiệu điện thoại của tôi có đúng vậy không? Đừng làm như vậy, bởi vì sẽ tốn công vô ích thôi. Anh sẽ không thể nào tìm thấy đâu. Nghe giọng nói thì có vẻ anh rất ngạo mạn. Không Thanh Tra, tôi không ngạo mạn, tôi tự tin. Tôi tự tin khẳng định với các anh là những gì tôi đã làm và đang làm là hoàn toàn đúng đắn, không có gì sai trái hết Thanh Tra. Mà đúng đó, tôi chắc chắn các anh đều theo dõi các đoạn phim của tôi. Vậy thì để tôi gửi cho các anh một đường dẫn tới một tài khoản khác tên là Fologram. Nè, một đoạn phim hoàn toàn mới. Một chút nữa thôi, các anh sẽ có một đoạn phim hoàn toàn mới mẻ. Hãy tận hưởng đi. Alo, alo. Bovi, cô kiểm tra tài khoản này đi. Dạ. Chuẩn bị gây ra án mạng mới. Trong đoạn phim có thể là nơi nào? Anh ta khéo léo quay lại những đoạn phim. Ngoài cái ghế và những tảng nước đá ra thì không nhìn thấy được gì khác. Sếp à, tại nước đá đang tan ra. Có vẻ như cái ghế đó đã ở trong công ty hay là trường học nào đó. Sếp, có rất nhiều trường học ở trong thành phố. Làm sao chúng ta có thể tìm được anh ta ở nơi nào? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Chờ một chút, phóng to cái ghế đi. Cái ghế, phóng to cái ghế lên. Qua bên trái ở chỗ tay vịn đó. Chỗ để tay. BBT là trường BBT. Lên mạng tra đi. Sếp à, PPT Satchiya Vidyalay nằm ở Govarda thưa sếp. Chúng ta mau đi thôi. Lâm Lâm ơi,
ghế, phóng to cái ghế lên. BBT. Cái ghế giống y. Vậy thì nạn nhân đâu? Mỗi căn phòng đều trống không. Đây chính là nơi mà chúng ta thấy trong đoạn ghi hình. Thần Linh ơi, Đa Gia, một đoạn phim khác nữa. Thanh tra, thân mến, đội CID thua rồi. Đội CID đã thua rồi, còn tôi đã giành chiến thắng. Hèn chi đất nước này ở trong một tình trạng đáng bị chỉ trích. Tỷ lệ tội phạm đã tăng quá cao, đạt tới một mức độ kinh khủng. Cảnh sát và đội CID thì thực sự quá là vô dụng, thật là vô ích và vô giá trị. Thôi nào thanh tra, tôi đang làm tất cả vì lợi ích của xã hội mà thôi. Thay vì cảm ơn tôi thì các anh lại muốn truy lùng tôi, là nghĩa làm sao đây chứ? Lại còn muốn bắt tôi vì tội giết người nữa. Đội CID đã thua cuộc rồi, còn tôi đã thắng. Sao vậy? Sao anh lại cười? Đại gia, cậu nhìn mà xem. Cậu có nhận ra không? Mọi người ở đây, làm ơn không ai được rời khỏi công ty. Tên sát nhân ở trong tòa nhà này. Ủa nhưng mà có chuyện gì? Sao có thể như vậy được? Có các máy quay an ninh ở xung quanh tòa nhà này mà. Lại còn có bảo vệ ở bên trong. Làm sao mà có ai có thể vào tòa nhà được? Một trong các vị có thể là hung thủ. Sao thanh tra có thể khẳng định như vậy chứ? Thưa cô, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, nên chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ. Ngày đây chúng tôi không có nhiều thời gian. Có người đang gặp nguy hiểm tính mạng ở ngay đây. Trong đoạn phim hung thủ của chúng tôi có thể thấy logo kênh thời sự của các anh. Hãy nhìn đi. Có căn phòng nào đã trống hay không? Một căn phòng? Một căn phòng nhỏ sao? Có. Đó là phòng quay thương mại. Phòng quay số 6 đúng không? Căn phòng để quay thương mại. Đúng. Cứ đi thẳng, nó nằm bên phải. Đi thôi. Không được, mọi người ở lại đi. Để người nào đi khỏi đây. Mọi người hãy quay lại đi. Mọi người cần phải quay lại. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Cảnh sát sẽ thông báo sau. Xin mọi người hãy bình tĩnh. Từ từ, cẩn thận đó. Lấy ghế. Lấy ghế đi, lấy ghế. Ngồi xuống đi. Đèn đớn bị sao vậy hả? Bạn cài, kiểm tra đèn đi. Đóng cửa lại đi, không ai rời khỏi đây hết. Sếp. Là gì? Bắt anh ta lại. Anh chơi trò này đủ rồi. Đừng sợ hãi hả? Bên cây, đèn tới đâu rồi hả? Sếp, em vẫn đang kiểm tra. Thành ra tôi không có làm gì hết. Tôi không có làm gì hết mà. Anh không làm, vậy sao lại bỏ chạy? Thành ra có người muốn giết chết tôi. Thành ra hãy nhìn mà xem. Sếp hãy nhìn tôi đi. Có người muốn lợi dụng vụ cướp điện để giết tôi mà. Cái gì? Anh là người đứng đằng sau những chuyện này. Chính anh đã giết chết tất cả bọn họ. Anh đã đăng những đoạn phim đó lên tài khoản của nạn nhân phải không?
Anh thích làm những đoạn phát hình trực tiếp có đúng không? Cả thế giới sẽ trực tiếp coi anh hôm nay đó. Bây giờ khai đi, sao anh làm tất cả những chuyện này? Bởi vì bọn họ xứng đáng bị như vậy. Họ là những người đã rũ bỏ nhân tính, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình mà thôi, chỉ quan tâm đến danh tiếng vinh quang hư vô ở trên các trang mạng xã hội thôi, rồi bỏ mặc những người vô tội chết thảm, rồi biến cái chết đáng thương của người ta thành một việc kinh doanh có lợi cho bản thân chỉ để có được tiếng tăm trên mạng xã hội. Bọn họ không có quyền sống đâu Thanh Tra. Bọn họ không có quyền sống trên cõi đời này. Đúng là tôi giết chết cậu Đi Rát, là tôi giết chết cậu Cư Nan. Anh nói những lời đó không hề sai. Nhưng mà cái thức của anh sai rồi. Tôi đã làm sai cái gì chứ? Tôi đã làm sai cái gì? Những con người đó cần phải biết được cảm giác thật sự khi phải cận kề cái chết là như thế nào, khi phải hy vọng vào người khác. Nhưng mà những người đang đứng xung quanh đã biến giờ phút hấp hối của mình thành một cảnh tượng để quay phim rồi đăng tải lên mạng xã hội. Hay những con người đó cần phải biết được tạo ra những đoạn phim như vậy thì vui vẻ như thế nào. Thành Tra, tôi đã có một cô con gái 15 tuổi. Con bé đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe. Con bé cứ nằm ở đó và kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, nhưng mà không ai dừng lại và giúp nó hết. Có người dừng lại để quay phim tình trạng của nó để có thể đăng lên mạng xã hội mà thôi. Con bé lẽ ra đã được cứu. Đó không phải là cái tuổi để chết. Lẽ ra con gái tôi đã được cứu. Lẽ ra những nạn nhân đáng thương bị quay phim đã có thể được cứu khỏi cái chết rồi. Vì đám thanh niên và bọn trẻ bây giờ, với thế hệ vô cảm này, mạng xã hội chính là tất cả đối với bọn nó đó. Vậy thôi, vậy thôi. Shikha, những chuyện xảy ra với anh là không hay ho, nhưng không có nghĩa là anh có thể lấy mạng đổi mạng. Như vậy thì sai lại càng sai thôi. Nếu như việc trả thù là đúng thì chúng tôi có thể bắn anh luôn rồi. Quy trừng phạt người khác vì tội lỗi họ gây ra nằm trong tay pháp luật, không phải trong tay chúng tôi. Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại đi. Giết bọn họ rồi có thể mang con gái của anh trở lại được hay không? Hả? Không. Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe có quay về được hay không? Anh cũng không thể nào quay lại cuộc sống trước đây được. Một khi anh đã ra tay giết hai người, anh sẽ dành phần đời còn lại của mình trong nhà tù để sám hối.